Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Mai và đây là Kinh khám phá lịch sử. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau du hành ngược thời gian để tìm hiểu về mối quan hệ giữa truyền thông và dân chủ. Thú thật là tôi luôn tò mò về việc làm sao những tin tức, bài báo lại có thể ảnh hưởng đến cả một hệ thống chính trị. Và thật may mắn khi hôm nay chúng ta có sự tham gia của chuyên gia lịch sử truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng. Chào anh Hùng. Chào Ngọc Mai, chào quý vị thính giả. Rất vui được tham gia chương trình hôm nay. Thực ra mối quan hệ giữa truyền thông và dân chủ phức tạp hơn chúng ta tưởng đấy. Ngọc Mai có nghĩ rằng truyền thông luôn đóng vai trò tích cực trong các nền dân chủ không? Tôi nghĩ là có chứ. Truyền thông giúp cho người dân được tiếp cận thông tin, được bày tỏ quan điểm, từ đó góp phần xây dựng một xã hội minh bạch và công bằng hơn. Điều này thú vị quá. Đúng là truyền thông có vai trò như vậy. Nhưng hãy tưởng tượng xem, nếu thông tin bị bóp méo, bị thao túng thì sao? Khi đó, truyền thông lại có thể trở thành công cụ để gây chia rẽ, thậm chí là lật đổ cả một chế độ. Tôi từng nghiên cứu một trường hợp. Thật sao? Anh có thể chia sẻ rõ hơn về trường hợp đó được không? Tất nhiên rồi. Đó là câu chuyện về một tờ báo nhỏ ở châu Âu vào đầu thế kỷ 20, bằng cách liên tục đăng tải những thông tin sai lệch, tờ báo này đã kích động sự thù hận giữa các nhóm sắc tộc, có phần dẫn đến một cuộc xung đột đẫm máu. Câu chuyện này cho thấy sức mạnh khủng khiếp của truyền thông, nó như một con dao hai lưỡi vậy. Điều này thật đáng suy ngẫm. Vậy theo anh Truyền thông đã thay đổi như thế nào qua các thời kỳ lịch sử? Truyền thông đã trải qua một hành trình dài, từ thời kỳ của các nhà thơ, người hát rong ở Hy Lạp cổ đại cho đến thời đại bùng nổ của internet và mạng xã hội như ngày nay. Ngọc Mai thử đoán xem, trước khi có báo chí, người dân làm thế nào để bàn luận về chính trị? Chắc là họ tụ tập ở quảng trường, tranh luận trực tiếp với nhau. Chính xác. Ở các thành bang Hy Lạp, người dân thường xuyên tụ họp tại các hội đồng để thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của cộng đồng. Nhưng mô hình này chỉ phù hợp với các thành bang nhỏ. Khi quy mô quốc gia mở rộng, việc truyền tải thông tin trở nên khó khăn hơn rất nhiều, và đó chính là lúc báo chí ra đời. À, ra vậy. Vậy là báo chí đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của các nền dân chủ hiện đại. Chính xác. Hãy tưởng tượng nước Mỹ rộng lớn vào thế kỷ 18, làm sao để người dân ở các vùng miền khác nhau có thể trao đổi thông tin, thống nhất ý chí để xây dựng đất nước? Báo chí đã giúp kết nối họ lại với nhau nhưng không phải lúc nào báo chí cũng được tự do như chúng ta nghĩ đâu. Ý anh là sao? Chẳng phải tự do báo chí là một trong những nguyên tắc cơ bản của dân chủ hay sao? Đúng vậy, nhưng để đạt được điều đó đã có rất nhiều cuộc đấu tranh. Ở Anh, vào thế kỷ 17, việc xuất bản sách báo bị kiểm soát chặt chẽ bởi nhà nước và giáo hội. Những người dám lên tiếng phản đối chế độ thường bị trừng phạt nặng nề. John Milton, tác giả của thiên anh hùng ca Thiên đường đã mất đã phải đấu tranh rất nhiều để bảo vệ quyền tự do xuất bản. Oa, oh, tôi không ngờ là lại có cả một câu chuyện lịch sử như vậy đằng sau quyền tự do báo chí. Vậy còn ngày nay thì sao? Với sự phát triển của internet và mạng xã hội, truyền thông có vai trò gì trong các nền dân chủ? Đó là một câu hỏi lớn đấy Ngọc Mai. Internet và mạng xã hội đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực truyền thông. Mọi người đều có thể tiếp cận thông tin, bày tỏ quan điểm một cách dễ dàng hơn bao giờ hết nhưng mặt trái của nó là thông tin thật giả lẫn lộn rất khó kiểm soát và điều này đặt ra những thách thức mới cho các nền dân chủ quả thực là vậy tôi thấy bây giờ có rất nhiều tin giả tin tức giật gân tràn lan trên mạng xã hội vậy theo anh chúng ta cần làm gì để ứng phó với những thách thức này theo tôi cần phải nâng cao nhận thức của người dân về việc phân biệt thông tin thật giả đồng thời cần có những quy định chặt chẽ hơn để quản lý mạng xã hội ngăn chặn sự lan truyền của tin giả đây là một vấn đề phức tạp, đòi hỏi sự nỗ lực của cả chính phủ, các cơ quan truyền thông và người dân. Cảm ơn anh Hùng về những chia sẻ rất thú vị và bổ ích ngày hôm nay. Qua cuộc trò chuyện này, tôi đã hiểu rõ hơn về mối quan hệ phức tạp giữa truyền thông và dân chủ, cũng như những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt. Còn các bạn, các bạn nghĩ gì về vấn đề này? Hãy chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả xin chào và hẹn gặp lại